sản phẩm Cagami Abera này đã được Bộ Y tế cấp phép đầy đủ rồi nên là mọi người yên tâm về cái độ an toàn nha. Đây là một số những giấy phép nè. Đó, đây. Một số những giấy phép này mọi người thấy chưa? Và cái sản phẩm này đã được rất là nhiều những cái đơn vị uy tín người ta đưa tin nha. Đây, VTV2 Social này, HTV7 nè. Đó, VTV6 nè. Đó, VCT2 nè, VTC2 nè. Một số những cảm nhận của khách hàng nè. Lúc trước da mình đen nhẹm ai cũng trêu, may mà em biết tới kem Kasumi Abera này, da không những trắng lên 3 tông mà còn mịn màng nữa đó. Một số những cái feedback rất là chất lượng nè, đáng đồng tiền bát gạo nha mọi người, dưỡng trắng, mờ nám, ngừa lão hóa nè. Đó, không ngờ em này xài hiệu quả thực sự nè. Đó, có làn da trắng sáng nè. Da chị đang bẩm sinh mà trắng lên từ từ rồi nè. Đấy, da mấy bà nhạy cảm cũng đừng lo nè. Đó, rất là nhiều những cái feedback nên là chị em yên tâm là đã có rất là nhiều người sử dụng và người ta dùng có cái hiệu quả rất là cao. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách thức phân biệt thật giả cái sản phẩm này nha. Thì khi mà lấy hàng về thì chị em hãy kiểm tra cho em, thứ nhất là cái vẻ bề ngoài của sản phẩm nó có được đẹp như thế này hay không, chữ chiết các kiểu nó có được rõ ràng như thế này hay không. Đó, nó có được bao bọc bởi một cái lớp màng co chắc chắn như thế này hay không. Đó là cái điểm nhận dạng thứ nhất. Cái điểm nhận dạng thứ hai thì đặc biệt là ở cái tem này mọi người. Mọi người thấy cái tem này nó có chữ Abera và nó phản quang lên không ạ? Đó, tem có chữ Abera, có logo A nè, đó chữ A đây nè, phản quang 7 màu lên thì mới đúng là hàng chính hãng nha mọi người nha. Và khi mà kiểm tra hàng thật hàng giả thì chúng ta sẽ phải nhìn kỹ cái tem này để tránh là bị làm phải người ta giả, là người ta hay giả cái tem này đó mọi người. Mọi người chụp lại đi ha, và khi lấy về thì chị em hãy lắc qua lắc lại kỹ như thế này xem là nó có phản quang hay không. Đó là cái điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba nữa là số lô, ngày sản xuất nó phải in hẳn trên hộp như thế này ha mọi người ha. Ngoài ra thì chúng ta nếu mà muốn truy xuất nguồn gốc sản phẩm thì chúng ta có thể quét mã vạch nha. Đây, chúng ta hãy đào phần mềm iCheck về, chúng ta quét. Đây là phần mềm iCheck nè, đây ta nhấp vô, chúng ta đưa vô nó quét nè, thì nó sẽ hiện ra là sản phẩm đã được kiểm chứng và xác thực thông tin từ nhà sản xuất và đơn vị sở hữu với iCheck. Như vậy là đã đảm bảo cho chúng ta đúng hàng chính hãng rồi mọi người ha. Đó, kiểm tra hàng chính hãng thì chúng ta cần phải kiểm tra đầy đủ các cái yếu tố để đảm bảo nó là một cái hàng chuẩn chất lượng ha. Và mọi người nếu mà cần tư vấn kỹ hơn về sản phẩm này hoặc là cần hỗ trợ thêm bất kỳ thông tin gì thì mọi người có thể gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo với em theo số 0909647968 để em hỗ trợ trực tiếp cho các anh chị và các bạn nhé. Rồi, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả các anh chị em và các bạn trong những video tiếp theo của kênh Đẹp Mỗi Ngày nha. Xin chào mọi người ạ.